mình nha. Tiếp tục với chủ đề clip hôm nay, mình sẽ làm một món vũ khí nữa nha các bạn. Nhưng mà bữa nay mình sẽ làm một món vũ khí trong team Naruto nha. Đây. Một cây dán những phi tiêu nha. Các bạn nhớ xem và ủng hộ mình nha.
nha các bạn. Đây là thành quả mình làm nè, trong vũ khí trong Naruto nha. Đó. Thì mình bây giờ mình sẽ nhờ các bạn nhỏ này test vô cái bong bóng ha. Chưa. Thấy bạn vừa test múa kiếm trong Naruto nha các bạn. Bây giờ bạn sẽ test vào cái móng siêu linh nha. Test xong nha các bạn. Đó, thì vừa bể trong bóng nước nha. Đâu hậu múa lại đường nữa các hậu. Rồi bắt đầu. Tôi chỉ cho các bạn xem coi. Ở đây nha các bạn. Đó, đây là bạn nhỏ nãy biểu diễn món bình khí trong Naruto nha. Thì các bạn thấy như thế nào thì về món vũ khí này á, để là dưới phần bình luận cho biết ha. Bạn nào cũng thấy hay á, thì cho mình một like rồi đăng ký kênh để ủng hộ thêm tinh thần cho mình nha. Rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha. Bye.